À, chào quý vị các bạn, chào mọi người nha. Hôm nay mình vừa mới mua được hai món món đồ mới bạn nha. Cái thứ nhất là combo 7 món. Cái đồ 7 gà các bạn ạ. Và cái thứ hai là lục 7 chim các bạn nhé. Đấy. Mình sẽ khui hàng ra bạn cho các bạn xem. Ôi chà, hàng đẹp chưa các bạn? Nhìn cái bên này. Mềm nhỉ. Chảo tre bạn, chảo tre gì cái lục bạn nha. Yeah. Thật này rất nhẹ. Cái này là cái giò bán nhà giò bảy gà. Túi đựng gà bạn nha. Đấy. Gà. Hai túi đựng gà. Giò bạn nha, giò bảy gà rừng bạn nha. Bộ đã một bộ đón nha. Cắm mà cho các bạn này. Cắm siêu cái đây nhỉ. Cây xoan đấy, cây ổi ở đây chim cho mào thường hãy về đây bạn nha. Mình sẽ mới vừa khui cái hộp quà xong, cái hộp hàng xong, mình sẽ đi đặt luôn các bạn nha. Đấy, đầu tiên mình sẽ đặt chỗ cây ổi này đã cho cái lục